Hello, chào mọi người. Mình là Huy Thịnh ATP. Và hôm nay thì tới phần phím hàng đúng không? Có cảnh báo, có đưa ra các kịch bản và cũng sẽ có những cái cơ hội. Đâu, có cơ hội chứ. Làm sao mà lúc nào thị trường chứng khoán là nó luôn luôn tồn tại cơ hội. Chúng ta sẽ luôn luôn phải đối diện với những cái thế. Rất nhiều khía cạnh cùng tồn tại song song và đan xen thị trường này. Rồi, hôm nay là cơ hội với một cái mã về dầu khí, VVD, dịch vụ khoan dầu khí đúng không? Mọi người đi vòng cũng nghe là thấy đơn vị thi công khoan chủ lực cho các mỏ dầu mới ở Indo này kia nọ thôi. Nói chung là nhìn sơ sơ qua thì cũng khá hoành tráng, nhưng thực sự đọc kỹ ra thì nó cũng chỉ là một cái phần nào đó thôi. Chứ còn tổng công ty dầu khí của Indonesia nó cũng không phải là cái thằng mà ăn không rồi nằm thở nha. Nó hoạt động dầu khí là trước cả nước Việt Nam mình đó mà. Cho nên chúng ta cũng đánh giá đó một bước tích cực thôi, chứ không phải là một cái gì đó quá hàm hố. Về mặt còn lại, đó là tích cực thôi. Còn về mặt đồ thị, thì chúng ta thấy là cái con này nó có một cái vùng cân bằng của khung trung hạn, khung tháng nha. Khung trung dài hạn là khung tháng. Và cái vùng cân bằng này đã một lần cố gắng xâm lấn lên nhưng mà không thành công ở năm 2022, tháng 3 năm 2022. Và đây là lần thứ hai. Đó, lần thứ hai cách đây một là cách đây vào đâu đó cỡ 6 tháng là một lần cũng cố gắng lên nhưng mà chưa xong, thì đây là sẽ lần thứ ba. Người ta nói là mất quá tam đúng không? Nếu mà lần này đã tích lũy đủ và cố gắng vượt qua được cái vùng giá 32 này một cách trọn vẹn ở khung đồ thị tuần và tháng, thì chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ đến một cái xu hướng mới của cổ phiếu này. Và mục tiêu của nó không chỉ là lần quần ở cái phần bên dưới, ví dụ như chúng ta ăn ví dụ như bây giờ chúng ta ăn ngắn đi, những người nào đánh ngắn nha, chu kỳ 1 tuần 3 tuần gì đó, thì chúng ta sẽ có những cái mục tiêu chỉ là về vùng đỉnh cũ thôi, đó là vùng giá 34 35 thôi, không có hơn. Nhưng mà nếu mà nó phát triển được một cái xu hướng mới cho khung trung hạn dài hạn thì mục tiêu chúng ta hoàn toàn có thể là nhìn xa hơn, đó là vùng 40 40 và vùng 50. Đó là hai cái mốc kháng cự tiếp theo, vùng 40 và vùng 50. Còn tiếp theo nữa, cách mua như thế nào thì nó phải tùy thuộc vào cái cách quản lý vốn và cách phân chia và cách chấp nhận cái điều kiện rủi ro của mỗi người. Ở đây theo mình thì cái vùng mua phù hợp sẽ là vùng 31 cộng trừ 0.5. 31 cộng trừ 0.5 mọi người có thể chia làm một lần mua, hai lần mua hay ba lần mua, thì mỗi người sẽ có cách quản lý và đi tiền khác nhau. Nhưng mà mình thì khuyến nghị cái vùng mua đó là quanh vùng 31 cộng trừ 0.5. Vùng cắt lỗ sẽ là vùng giá 29, mất 29 thì chúng ta sẽ cắt, bởi vì như thế thì nó đang mất đi cái xu hướng ở trong khung ít nhất là cũng ngắn hạn, ta bị mất đi xu hướng đó. Hiện tại vùng mua và có hỗ trợ khá là tốt, cả vùng MA20, MA50 đó, cả những cái vùng giao găm, vùng Kijun của Ichimoku, tất cả đều hợp lưu ở quanh đến vùng 31, và vùng 31 cộng trừ 0.5 sẽ là vùng mà anh chị nên ưu tiên nha, nhặt hàng con này. Nếu tình huống tốt, chúng ta sẽ tăng dần cái giá trị đặt cược lên và tiến về những mục tiêu cao xa hơn. Đánh ngắn, nhắc lại vùng giá 34-35, dài hơi hơn là dùng giá 40. Còn nếu mà đi đến tận cùng của cái kỳ vọng thì có thể là dùng giá 50 ha. Hết rồi, bye bye.